Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật về tình hình cũng như là tiến độ mới nhất của dự án The Global City và tình hình tiến độ xây dựng cầu Nam Lý cho tất cả quý vị và các bạn cùng nắm rõ những thông tin mới nhất về các dự án này. Trên màn hình của quý vị và các bạn đó chính là toàn cảnh về dự án The Global City. Dự án The Global City thì trước đây có tên gọi là khu đô thị Sài Gòn Bình An do tập đoàn Masterise Home làm chủ đầu tư. Đây là một dự án có quy mô rất là lớn, lên đến 117,4 hectare và được chia làm hai phân khu, gồm có phân khu thấp tầng và phân khu cao tầng. Hiện tại thì dự án này đang triển khai xây dựng phân khu thấp tầng, gồm các căn nhà phố và biệt thự liền kề nhau. Dự án này thì tọa lạc tại mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, quận 2, thành phố Thủ Đức. Về tiến độ của dự án này thì các bạn có thể thấy trên màn hình, phân khu thấp tầng đang được triển khai thi công và xây dựng. Một số khu thì đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện, còn một số khu thì đang thi công xây dựng phần thô. Các căn nhà phố liền kề này thì có quy mô 5 tầng. Hiện tại thì tiến độ của dự án The Global City vẫn đang được nhà thầu triển khai thi công và duy trì ổn định. Có thể thấy thì dự án này sở hữu vị trí ngay trung tâm của phường An Phú, và dự án này thì có hai mặt tiền giáp với hai trục đường chính quan trọng tại khu Đông Sài Gòn. Cụ thể thì một mặt của dự án này thì liền kề với tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây là trục đường huyết mạch kết nối giao thông giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ cũng như là Tây Nguyên. Mặt còn lại thì tiếp giáp với đường Đỗ Xuân Hợp. Đây là tuyến đường trục kết nối xuyên suốt của thành phố Thủ Đức. Ngoài ra thì dự án này còn có mặt tiền giáp với sông Rạch Chiếc, và một mặt còn lại thì giáp với khu đô thị thể thao Sài Gòn Sport City. Trong tương lai thì tại dự án này cũng sẽ có tuyến đường liên phường kết nối từ đường Vành Đai 2 chạy ngang qua dự án The Global City và kết nối với ngã ba Cát Lái. Hiện tại thì tuyến đường liên phường này vẫn chưa thông suốt, mới chỉ hoàn thiện một đoạn từ đường Đỗ Xuân Hợp tới đường Vành Đai 2 và một đoạn từ ngã ba Cát Lái chạy vào dự án Sài Gòn Sport City. Riêng đoạn ở giữa chạy ngang qua dự án The Global City thì sẽ được chủ đầu tư của dự án này triển khai. Hiện tại thì tuyến đường liên phường này cũng đang được triển khai thi công cầu bắc qua một đoạn kênh nhỏ của sông Rạch Chiếc. Sau đó thì sẽ thi công và kết nối hoàn thiện tuyến đường liên phường để giúp cho tuyến đường này thông suốt. Khi tuyến đường liên phường này hoàn thành thì giá trị của dự án này cũng sẽ được nâng tầm. Theo như phối cảnh của dự án The Global City thì các bạn có thể thấy dự án này gồm hai phân khu chính, đó chính là phân khu thấp tầng gồm các căn biệt thự và nhà phố liền kề và phân khu cao tầng gồm các tòa tháp chung cư và tòa tháp văn phòng. Khi hoàn thành thì dự án này sẽ có tổng cộng là 40 tòa tháp. Quý vị và các bạn có thể xem qua những hình ảnh về phối cảnh cũng như là tiến độ thực tế thi công của dự án The Global City. Trong tương lai thì khi dự án The Global City này hoàn thành và các dự án bên cạnh như là dự án Sài Gòn Sport City hay là dự án khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc được thi công và hoàn thành thì khu vực này sẽ rất phát triển. Ở nội dung tiếp theo của video thì mình sẽ cập nhật về tình hình tiến độ thi công dự án cầu Nam Lý cho các bạn cùng theo dõi. Trên màn hình của quý vị và các bạn đó chính là tuyến đường Đỗ Xuân Hợp hướng từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ra xa lộ Hà Nội. Tuyến đường Đỗ Xuân Hợp này thì cũng khá là nhỏ và hiện tại thì tuyến đường này mới chỉ được mở rộng một đoạn ngay dự án The Global City. Sau khi thi công xong cầu Nam Lý thì tuyến đường Đỗ Xuân Hợp này cũng sẽ được mở rộng. Vừa qua thì chủ đầu tư của dự án này đã tái khởi động xây dựng cầu Nam Lý sau 4 năm dừng thi công. Dự kiến thì dự án này sẽ hoàn thành sau 14 tháng kể từ ngày thi công trở lại. Vào ngày 25 tháng 3 vừa qua thì Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ bàn giao mặt bằng và tiếp tục thi công xây dựng cầu Nam Lý. Cầu Nam Lý thì có chiều dài là 750m. Được xây dựng để thay thế đập Rạch Chiếc. Dự án này thì được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2016 và đã triển khai thi công tại các vị trí đã có mặt bằng. Trước đó thì đơn vị thi công đã thực hiện được một phần nhịp dẫn và nhịp chính,
hệ thống thoát nước và tuyến đường chắn bên phía quận 2 cũ. Tổng khối lượng đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng. Sau đó thì dự án này đã phải tạm ngừng thi công và mới được tái khởi động trở lại sau 4 năm dừng thi công. Dự án này thì có quy mô 2,69 ha. Trong quá trình xây dựng dự án cầu Nam Lý thì sẽ có 51 hộ dân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng. Tổng vốn đầu tư để xây dựng cầu Nam Lý là 919 tỷ đồng, trong đó thì chi phí xây dựng là 423 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 403 tỷ đồng. Ngoài ra thì cũng còn các chi phí khác. Dự án này thì bị dừng thi công từ tháng 4 năm 2019 để chờ tiếp tục bàn giao mặt bằng, và sau 4 năm tạm dừng thi công đến tháng 3 năm nay, thành phố Thủ Đức cơ bản đã hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thi công dự án. Hiện tại thì theo như ghi nhận trên công trường, mình thấy cũng có khá nhiều công nhân đang thi công. Các bạn có thể thấy thì phía bên kia đập giật chiếc hướng ra xa lộ Hà Nội thì các hộ dân nằm ngay vị trí di rời và giải tỏa thì cũng đã di rời và hiện tại thì cũng đang được giải phóng mặt bằng để trả lại mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án này. Còn phía bên này của đập giật chiếc thì nhà thầu đang triển khai thi công các trụ của cầu Nam Lý và tiếp tục thi công nhịp chính cho cây cầu này. Các bạn có thể thấy trên màn hình thì phía dưới cầu hiện tại đã hoạt động thi công trở lại với sự xuất hiện của rất nhiều máy móc và công nhân thi công. Một số trụ móng cầu thì đã được thi công và đổ bê tông xong. Hiện tại thì đơn vị thi công cũng đang chuẩn bị đóng cốt pha để đổ bê tông cho nhịp chính của cây cầu này. Theo như một số người dân sống gần dự án cầu Nam Lý thì dự án này đã dừng thi công khá là lâu, nay đã được tái khởi công và sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, nhất là giải quyết được tình trạng kẹt xe vào các giờ cao điểm tại khu vực này. Theo như tìm hiểu thì tuyến đường Đỗ Xuân Hợp cũng là một trong các tuyến đường đang được thành phố Thủ Đức đầu tư mở rộng. Đoạn đi qua cầu Nam Lý hiện tại đang là nút thắt cổ trai, khi phương tiện lưu thông từ hướng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về xa lộ Hà Nội qua tuyến đường Đỗ Xuân Hợp này. Với lưu lượng phương tiện như hiện tại thì việc kẹt xe tại khu vực cầu Nam Lý là không thể tránh khỏi. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh cũng mong muốn trong thời gian tới thành phố Thủ Đức sẽ tiếp tục bàn giao mặt bằng để thi công các cây cầu như là cầu Tăng Long, cầu Ông Bồn và cầu Ông Nhiêu để chủ đầu tư có điều kiện sớm hoàn thành các cây cầu còn lại trên địa bàn thành phố Thủ Đức và đưa vào phục vụ người dân. Theo như lãnh đạo thành phố Thủ Đức thì thời gian tới bên cạnh cầu Nam Lý, thành phố Thủ Đức sẽ tiếp tục hoàn thành các công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thực hiện 3 dự án khác trên địa bàn kết nối hạ tầng giao thông trong khu vực nhằm góp phần giúp cho thành phố Thủ Đức ngày càng hoàn thiện hơn về cơ sở hạ tầng cũng như là hệ thống giao thông để góp phần thu hút nhà đầu tư tới với thành phố Thủ Đức và góp phần phát triển thành phố này. Video cập nhật về tình hình tiến độ của dự án The Global City và tiến độ thi công cầu Nam Lý của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.